nhằm hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ nông sản của các tỉnh miền núi phía Bắc và các địa phương trong nước trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Mới đây, Sở Công Thương Lào Cai, Bắc Giang và Sơn La đã liên kết tổ chức khai mạc tuần lễ giao thương xúc tiến tiêu thụ nông sản đặc sản của các địa phương. Đây là lần đầu tiên hoạt động xúc tiến thương mại này được tổ chức, là cơ hội hình thành các liên kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Bắc Giang, Sơn La kết nối và phát triển thị trường, gắn sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, khó lường, kinh phí tổ chức của hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản còn hạn chế. Tuy nhiên, với sự cố gắng của ngành công thương, thì tuần lễ giao thương xúc tiến tiêu thụ nông sản đặc sản đã góp phần quảng bá các sản phẩm nông sản đặc sản của từng vùng với thị trường trong và ngoài nước. Thông qua những nhà phân phối, hoạt động tiêu thụ nông sản sẽ hình thành các chuỗi liên kết bền vững giữa các hợp tác xã, hộ sản xuất với doanh nghiệp mở rộng liên doanh, liên kết, gắn sản xuất với thị trường. Tại buổi khai mạc, một số doanh nghiệp phân phối bán lẻ lớn như siêu thị Đức Huy, Mai Long, Thành Công đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Dự kiến 70 tấn nông sản sẽ được tiêu thụ trong tuần lễ này.